các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy phát điện Husqvarna HD 4500. Là chiếc máy có điện, có đầu phát và động cơ được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại. Có thiết kế với mẫu mã đẹp, chất lượng cao, giá thành phù hợp, đang được rất là nhiều người tin dùng hiện nay. Đối với chiếc máy phát điện Husqvarna HD 4500, sử dụng động cơ diesel 4 thì 1 xi lanh, có công suất cực đại là 3.0 kW, công suất hoạt động liên tục là 2.8 kW, có thể cung cấp nguồn điện 220V 50Hz cho các thiết bị trong gia đình như là đèn chiếu sáng, TV, tủ lạnh. Máy có thiết kế bằng khung thép rất là chắc chắn, với 4 bánh xe có thể di chuyển dễ dàng đến các vị trí lắp đặt máy. Bên ngoài của máy được phủ một lớp sơn hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa và các tác động đến từ môi trường. Máy có bình chứa nhiên liệu là 12.5 lít, bình chứa nhớt có dung tích là 1,1 lít. Máy có trọng lượng là 63 kg và được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển được đặt ở vị trí rất là dễ dàng quan sát, thuận tiện cho việc điều khiển trong quá trình vận hành máy. Trên bảng điều khiển ta có thể thấy, đây là công tắc đèn ổ, đèn cảnh báo nhớt, đồng hồ hiển thị điện áp, jack cắm để kết nối với tủ ADS. Đây là công tắc của nguồn điện xoay chiều. Hai đầu ra của nguồn điện xoay chiều 220V. Đầu ra của nguồn điện một chiều 12V. Đây là cầu chì của máy và đầu nối dây tiếp điện. Ngoài ra máy còn tích hợp bộ điều chỉnh áp tự động AVR, cung cấp nguồn điện ổn định hơn cho các thiết bị sử dụng điện. Máy phát điện Husqvarna HD 4500 là dòng máy có độ bền cao. Tuy nhiên, để đảm bảo máy phát điện Husqvarna HD 4500 là dòng máy có độ bền cao. Tuy nhiên, để đảm bảo máy hoạt động có thể theo thời gian, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây: thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu, dầu nhớt, tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ, lắp đặt và bảo quản máy ở vị trí khô ráo, thoáng mát, tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc là trong môi trường bị ẩm ướt, luôn luôn làm theo các hướng dẫn và chú ý từ nhà sản xuất, không châm nhiên liệu khi máy đang hoạt động hoặc là máy quá nóng để tránh tình trạng gây cháy nổ. Nếu các bạn không sử dụng thường xuyên, hãy khởi động máy 2 tuần một lần. Và như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy phát điện Husqvarna HD 4500. Trong video lần tới tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.